Rồi, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio Đã Mắt Ở Xương Tai. Thì lâu lắm rồi em không có lên hình, thì nhân dịp này em cũng gửi lời hỏi thăm cũng như là lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả các anh em đã theo dõi kênh LB Audio trong cái thời gian vừa qua. Em thật sự rất là biết ơn cũng như là cảm kích tất cả những cái lượt theo dõi cũng như là lượt đăng ký mà anh em đã dành cho em. Sẵn tiện đây cũng chia sẻ một số điều về cái kênh LB Audio. Thì LB Audio luôn luôn mong muốn đem đến những cái sự tốt nhất cho tất cả các khách hàng của mình, từ sản phẩm cho đến video. Rất mong anh em sẽ like cũng như là subscribe, tương tác với mình nhiều hơn nữa. Thì cũng có một số anh em chia sẻ là tại sao clip đăng lên rồi mà bán lại nhanh. Thì trên thực tế là do một số anh em xem video clip nhưng lại không đăng ký. Đâm ra là khi những cái sản phẩm mà LB Audio đăng lên á, thì nó sẽ không hiện lên trên YouTube của mọi người. Đâm ra là anh em bị mất đi những cái sản phẩm đó. Thì sẵn tiện đây, nếu mà anh em nào chưa đăng ký thì hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh, tức là nằm ở bên phía góc phải màn hình của tất cả anh em, nó có cái màu đỏ đó, thì anh em sẽ bấm vào, sau đó bấm vào gõ chuông. Nếu bấm vào cái phần gõ chuông đó, thì khi mà LB Audio cho ra những cái sản phẩm khác thì nó sẽ hiển thị và cũng như là thông báo đến anh em. Ok, quay trở lại với ngày hôm nay, thì hôm nay em sẽ đem đến cho tất cả anh em một cái bộ sưu tập về cái quạt. Và quạt này là đến từ châu Âu. Thì trên bàn của em là hai cây quạt để bàn, đến từ hai thương hiệu, đó là Sunny và Super Rio. Thì đây là hai cái thương hiệu mà khá là lâu đời của Đức. Kế bên em sẽ là một cái cây quạt cao, chúng ta có thể nâng lên và hạ xuống như thế này. Đây. Để nâng lên và hạ xuống. Thì không thích thì chúng ta có thể kéo lên để sau đó quặn nó lại. Đấy. Đây. Toàn bộ tất cả những cái quạt này là đều là quạt châu Âu, thì em sẽ test cũng như là nói đến chi tiết của từng con. Về hai cái quạt này thì nó có chiều cao như khoảng tầm là trên 40 cm, và cái lòng quạt là lòng quạt khoảng tầm 30. Đây ha, là cái hàng châu Âu, đâm ra là sẽ sử dụng điện 220W hay là 240W đều được hết. Thì bây giờ em sẽ test cái mức 1 của nó nè. Đấy. Rồi em test cái mức 2. Test mức 3. Ngoài việc chơi audio thì chúng ta chơi thêm quạt nữa sẽ có một trong những cái không gian nó đầy đủ hơn, rất là tiện và đẹp. Hàng cho đứng lên thì chúng ta sẽ kéo lên. Đó. Cái quạt Sunny này thì nó có thiết kế hơi hồi cổ hơn so với hai cái quạt này. Hai cái quạt này đều là lòng thép bằng kim loại, toàn bộ màu trắng hết luôn, rất là đẹp, màu thép không rỉ. Còn em này là màu đen và thiết kế nó cũng hồi cổ hết. Rồi tương tự như cái dòng quạt Superion thì em đây đến từ thương hiệu của Đức, thì có thương hiệu là Sunny, và cái phần model của chúng ta thì nó được đặt và tiện lên ở trên luôn. Natuna Quinder India nè. Và em này sử dụng điện 220 đến 240W, tổng công suất trên đây thì đến 40 đến 55W. Em này chúng ta có thể xách lên như thế này, và dòng này là dòng cổ điển. Đây, em thấy ha. Rồi, em này cũng chơi được 3 tốc độ, nhưng thay vì nút dặn như hồi nãy thì em này cổ điển hơn, thì chúng ta theo cái cần gạt như thế này, số 3 nè, số 2 và số 1, và cái số nó hơi ngược lại theo cái chiều. Rồi số 0, từ số 0 chuyển qua thẳng số 3 luôn. Đó, là quạt đây ha. Chúng ta thương hiệu Sunny, chúng ta đóng hẳn lên đây luôn chứ không phải là dạng in nữa. Rồi về kích thước của em này thì cao cũng hơn 40 cm, và lòng quạt là khoảng tầm 38, khoảng tầm 40 á, 40 cm. Và cánh quạt là bằng thép. Bây giờ em sẽ test cho anh em xem ha. Và khóa lại. Rồi sau đó là chuyển qua, ví dụ như đây là chuyển qua số 3 nè. Anh em thấy cái quạt nó mạnh không? Rồi khi mà nếu mà anh em muốn đứng thì chúng ta sẽ quặn lại như thế này, chúng ta khóa lại ha. Hoặc là chúng ta sẽ cho nó quay nhẹ, quay mạnh, rồi chúng ta siết như thế này thôi. Còn mở ra hết thì nó sẽ đứng. Đấy. Còn quặn lại tí thì nó sẽ quay. Về cái năm sản xuất thì thực chất ra em chưa có tìm được thông tin về cái năm sản xuất của những cái con này, nhưng mà em nghĩ là hai cái quạt trắng này nè, nó cũng không có sâu tuổi lắm đâu, khoảng tầm hơn 10 năm thôi. Rồi đến cái quạt cao này thì giống như em nói, chúng ta có thể tăng lên hạ xuống tùy thích. Bây giờ em sẽ hạ xuống ngay đây. Em toàn bộ thì chúng ta thấy là đều là sáng bóng tại vì nó mạ rơm. Anh em thấy
nó bóng lưỡng luôn, rất là đẹp. Lên cây thân nè, hiệu này là hiệu Koenig, cũng đến từ thương hiệu của Đức luôn. Em này còn rất là đẹp, sáng bóng. Nên em thấy ha, cái phần hồi nãy em nói ấy, nó giống như cái cánh của máy bay ấy, rất là đẹp. Nhìn đây anh em có thể thấy và soi gương luôn, mạ rơm sáng bóng. Rồi em này cũng có ba cái tốc độ nằm ngay chỗ này, 1, 2, 3, và chúng ta thao tác quay không quay cũng giống như những cái quạt bình thường khác. Chiều cao em này có thể lên tới cả 1m8 và lòng quạt của nó là hơn 40cm, khoảng tầm là 43cm. Rồi bây giờ em sẽ test. Đấy. Giờ để xuống cho nó quay đi ha. Số 2 nè, số 3 nè, quạt rất lực. Đẹp quá. Đấy, rất là mát. Về cái tính decor cũng là như trưng bày thì những quạt này nó sẽ đem đến một cái không gian nó đẹp hơn, nó hiện đại hơn, còn cái quạt này nó sẽ cổ điển hơn. Về giá bán của từng con thì em sẽ để ở link bên dưới, cũng như là anh em đọc vào cái comment thì em sẽ để giá bán cho từng con. Ở trên YouTube thì em luôn luôn để một cái giá công khai, anh em hãy xem rõ hoặc đọc rõ trong cái bài viết để chúng ta có thể thấy được cái giá bán cũng như là thông tin chi tiết của từng em một. Còn nếu có thắc mắc gì thì anh em hãy liên hệ hoặc là kết bạn với Zalo 0945377388 để có thể thêm cái thông tin chi tiết về các loại máy cũng như là những cái sản phẩm đi con. Một lần nữa rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh từ tận đáy lòng mình, em rất chân thành cảm ơn về cái điều này. Rất mong anh em hãy like cũng như là đăng ký để có thể trải nghiệm tốt nhất những cái sản phẩm của LB Audio. Còn nếu mà anh em muốn lên giao lưu cũng như là uống tách cà phê, nghe một tí nhạc hoặc là thưởng thức thêm những cái sản phẩm khác, hãy cứ đến 928 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, em sẽ luôn luôn đón tiếp, nhưng sau 17 giờ giúp em, tại vì em còn phải đi làm. Rồi bây giờ thì rất cảm ơn tất cả anh em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Đẹp lắm đó nha, rất là đẹp. Đẹp quạt cao này, nếu mà anh em có một cái chỗ không gian để tạo ra decor này nữa thì tuyệt vời lắm.